Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai 9 tháng 9, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Dù nới lỏng giãn cách, huyện Châu Đức vẫn thực hiện song song hai mục tiêu, vừa bảo vệ an toàn vùng xanh, vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về tâm trạng phấn khởi của người dân Châu Đức khi trở về trạng thái bình thường mới. Khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ông Nguyễn Đức Tuấn, bảo vệ trường mầm non Tuổi Ngọc, xã Bảo Chinh, huyện Châu Đức, chỉ trực các tại trường, hạn chế đi lại, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về giãn cách. Khi được thông tin huyện Châu Đức được tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, cũng như nhiều người dân khác, ông Tuấn vô cùng phấn khởi vì đây là thành quả phòng chống dịch của cả địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ông Tuấn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, với mong muốn cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn. Nếu mà tỉnh áp dụng như vậy thì người dân cũng được hơi thư thả một chút. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì nếu mà huyện hoặc tỉnh mà có áp dụng chỉ thị 15, tôi cũng vẫn hạn chế ra đường. Tại sao? Thì bản thân mình phải lo cho mình trước. Ví dụ có gì cần thì tôi sẽ đi, còn nếu không cần tôi vẫn ở nhà. Để vậy cho thứ nhất là tốt cho mình và tốt cho xã hội. Khi dịch bệnh xảy ra tại huyện Châu Đức, những nông dân như ông Trương Đức Hồng ít nhiều bị ảnh hưởng khi nông sản khó tiêu thụ. Đàn heo thịt hơn 40 con, thương lái chậm mua, giá thức ăn gia súc lại tăng cao. Do đó, ông đều trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nay địa phương được nới lỏng giãn cách, ông Hồng cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn. Thì cái huyện Châu Đức nói chung, cái xã Bình Dạ chúng tôi nói riêng, thì theo tôi thấy là chúng tôi ở đây, nhà nước ra cái chỉ thị này chúng tôi thấy là ở đây dập dịch rất tốt. Và bên cạnh nữa thì chúng tôi được là xã hỗ trợ cho những cái trong một thời gian dài, thì được xã, huyện hỗ trợ từ những chương trình, gói chương trình này với người dân xã Bình Dạ chúng tôi thấy rất là ấm lòng, cùng để mà chung tay mà chống dịch với xã Bình Dạ. Thì riêng tôi thì tôi thấy rất là vui và rất là phấn khởi, cũng như tất cả bà con đây ai cũng rất là trông cho xuống được chỉ thị 15 để đỡ áp lực một chút, và cũng tin tưởng rằng là chính quyền địa phương trong xã trong cũng như trong huyện có thể là làm tốt được để không có một ca nào mà bị lây nhiễm trong cộng đồng. Huyện Châu Đức hiện nay thì có 16 xã trên 16 xã là vùng xanh, chăm. Thì trên địa bàn chỉ có 24 F0, chủ yếu các nguồn lây bệnh chủ yếu là các ở nơi khác, chúng tôi xác định rất rõ ràng. Còn hiện để phòng chống dịch tiếp tục, chúng tôi thực hiện cái chỉ thị 15, thì cũng tiếp tục là quản lý, rồi siết chặt theo đúng chỉ thị, đúng tinh thần của 15 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình cũng vận động tuyên truyền, mỗi người dân là một chiến sĩ, xã phường là một pháo đài, theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thì được sự đồng thuận của nhân dân rất là cao, nên tôi hy vọng rằng đến cái ngày 15 tháng 9, đến giai đoạn ngày 22 tháng 9 thì chắc chắn là trên địa bàn Châu Đức sẽ không còn F0 nào phát sinh trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, 16 trên 16 xã thị trấn của huyện Châu Đức đều là vùng xanh, vùng không có dịch. Có được thành quả đó là nhờ sự chung sức của người dân và chính quyền góp phần đưa địa phương trở lại trạng thái giai đoạn bình thường mới. Song song với các giải pháp phòng chống dịch, huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội để trợ giúp người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.